Hello, xin chào các bạn. Nay mình sẽ chơi tựa game đua xe các bạn này. Top Speed. Nghĩa là chúng ta chỉ đua rồi, không có này làm nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ là gì hết. Đơn giản chỉ là đua xe. Ui, nó chèn mình đấy các bạn. Ui, ui. Làm sao? Đập đập tay xe mình. Được rồi. Đấy là vị trí nào? Tại mình đang là vị trí thứ 10. Vẫn còn có 2 người sau mình. Thứ 9 rồi, có lên có lên. Đó, đấy là tốc độ rồi. Nghe bị vào lần căng thẳng thực sự đấy. Mới vào phát ra đánh phủ đầu luôn. Có tiếng nghe không nhỉ? À, vẫn có tiếng game. Vị trí thứ 7 rồi, có lên. Chúng ta còn 2 vòng nữa. Muốn lấy top 1 thì không nên đi chèn vào này được gì hết. Ui, xe đang thảo rồi. Tốt chạy luôn. Nó cứ 5 PH này. À, hai là chèn nhau à. Ok, đừng. Mình đã không muốn chèn nó đâu, chèn mình điên thế nhở. Con lợn sữa này mà đang lấy tốt rồi các bạn. Đấy, hai thằng này nó chèn bây giờ là mình bị liên lụy. Cuối rồi. Người thứ hai đằng kia thì may ra top 2 thôi. Ôi, nó về đích rồi. À, khoan, nó tuyệt vọng. Sao? Cố lên, cố lên. Ôi, top 3. Great job. Cái thế nhỉ? Mới à? Mới lắm nha. Tha. Ngồi luôn. Ra kè. Ra kè tiếp. Yo yo yo. Đấy, đúng rồi. Cái vị trí này là sẽ tốt một đâu. À, nó có cái gương chiếu hậu này. Mình có cách xa của nó lắm. Ôi, công nhận cô xe mới phát chơi đi. Mình vẫn nên đi chậm lại để đi chèn với kia rồi. Tuyệt quá vào nó rồi. Nhìn những chiếc hợp nó sao không thấy nó đơn luôn. Ui, nó chơi bọn này đúng không? Ui, rồi mình vượt. Đi hát. Xe thằng này bị hỏng rồi. Cái xe này có khói luôn.
tehát majd el. Még nem tudom, hogy az előbb. Dobd föl.
game xin kết thúc video tại đây, bye bye.